Xin được hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị chúng ta gặp nhiều may mắn và sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 Nhâm Dần đã đến. Trong tháng 2 âm lịch này, ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là khi bước sang năm Nhâm Dần 2022 thì mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để có thể tìm kiếm những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất. Tháng 2 âm lịch năm 2021, những gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 có vận may lộn ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể, khi bước vào tháng 2 âm lịch thì con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều được thuận lợi suôn sẻ. Và ngoài ra thì tuổi Ất Sửu còn tìm được cơ hội tốt để có thể thay đổi cuộc sống trong tháng 2 âm lịch này. Và trước khi đi vào nội dung cụ thể thì quý vị đừng quên ấn like video, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất và ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì không để lỡ cho tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng đi vào nội dung chi tiết để tìm hiểu tử vi vận trình của tuổi sinh năm 1985 trong tháng 2 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh hải trung kim, tính cách sôi nổi, nhiệt tình. Cuộc sống của họ cũng luôn bận rộn với rất nhiều màu sắc. Họ có nhân duyên vô cùng tốt, được rất nhiều người quý mến và có được sự giúp đỡ tận tình. Thời trẻ, họ may mắn được sống cảnh sung túc, tuổi trung niên mọi thứ đều ổn, từ sự nghiệp tới gia đình đều không có gì phải lo lắng. Người này có tuổi già an nhàn, hưởng phúc lộc trời ban. Trong vận mệnh của người tuổi Ất Sửu, có thể một đôi lần gặp phải tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn, song thương tật đều không quá nghiêm trọng. Khi tiếp xúc với người khác giới, nên đặc biệt cẩn trọng. Nam giới nên tránh kết thân với phụ nữ đã có gia đình, nữ giới cũng không nên bầu bạn với đàn ông đã có vợ để không phải vướng nguy cơ trở thành người thứ ba. Trong tháng 2 âm lịch, vận thế của người tuổi Ất Sửu bình ổn, bạn sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức. Cơ hội phát triển tăng lên đi kèm là thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi biến động có thể xảy ra, từ đó gặt hái được những thành công như mong đợi. Tuy nhiên tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến với sự nghiệp của con giáp này. Vì thế để tránh những mâu thuẫn không mong muốn, bản mệnh cần phải thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người khác, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần dĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng ngang ngược. Những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên cần phải biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp quý âm thủy nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các quý gia chủ tuổi Ất Sửu cần phải hết sức chú ý và cẩn trọng trong mọi việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét, quấy phá trong công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy, cơ hội phát triển sự nghiệp của gia chủ có dấu hiệu tăng lên. Bạn được giao nhiều trọng trách trong tập thể, được làm công việc yêu thích đúng sở trường. Nhờ vậy mà đường tiến thân cũng rộng mở, lại thêm sự công nhận của cấp trên và tương trợ kịp thời trong những phút khó khăn của quý nhân sẽ giúp chặng đường phía trước của bạn nhẹ nhàng hơn trong năm nay. Ngày chạm tay tới mục tiêu của bạn không còn xa. Tuy nhiên, không nên dựa dẫm quá nhiều vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác. Chỉ có tự thân cố gắng giành lấy thì cơ hội mới thật sự thuộc về bạn. Nếu không dù có quyết được hết nhiệm vụ trong tay thì cũng khó tạo ra được sự đột phá so với đồng nghiệp bên cạnh. Thêm nữa, cơ hội nhiều hơn đồng nghĩa với thách thức và áp lực cũng không nhỏ. Bạn nên chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với mọi điều xấu xảy đến. Những lúc mông lung, đừng ngại ngần xin hỏi góp ý từ những người đi trước có nhiều kinh nghiệm. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân,
dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ất Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài vận trong tháng ở mức bình ổn, có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Tuy có một số cơ hội đầu tư quý nhân mang tới, nhưng lợi nhuận tính về lâu dài. Nên dù hiện tại chưa thu hoạch được như mong muốn, bạn cũng chớ nên nản lòng quá sớm. Hãy cứ chờ đợi thêm, rồi bạn sẽ thu về xứng đáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể chủ động tìm một số công việc tay trái hay làm thêm lúc rảnh để có thể tăng thêm thu nhập. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỷ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này gia chủ không gặp nguy hại lớn nào về sức khỏe, dù có thì cũng chỉ là bệnh vặt theo mùa, sẽ được chữa trị kịp thời. Và tất nhiên, bạn cũng cần phải chú ý rèn luyện thể dục thường xuyên để có thể tăng cường sức khỏe. Người làm văn phòng do tính chất công việc ngồi nhiều nên có dấu hiệu ê mỏi cơ, đau vai gáy, cần phải thường xuyên vận động nhẹ nhàng và tập các môn thể thao như yoga, đi bộ, chạy bộ để gân cốt linh hoạt. Những gia chủ tuổi Ất Sửu chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình, bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Các quý gia chủ tuổi Ất Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Dù không được đào hoa chiếu mệnh, nhưng đường tình duyên của gia chủ vẫn đang tiến triển hết sức bình ổn, hạnh phúc được đảm bảo. Nữ mệnh vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia cho mình, sẽ có nhiều cơ hội tình cảm hơn khi mối quan hệ được mở rộng, làm quen hoặc giới thiệu với những người tiềm năng. Đây là lúc bạn cần phải chủ động, mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc hơn nếu cảm thấy có thiện cảm với ai đó. Còn nếu vẫn giữ thái độ bị động thì sẽ rất khó thay đổi hiện trạng. Nam mệnh cũng cần phải chủ động và chứng tỏ thành ý của mình nhiều hơn, cơ hội sẵn có. Nhưng nếu không biết nắm bắt thì cuối cùng chỉ biết trách chính bạn chứ không phải do số phận. Người đã có gia đình biết cách vun vén hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng cùng chăm lo và nuôi dạy con cái, không khí gia đình đầm ấm, hòa hợp, đôi lúc có xảy ra khúc mắc cũng nhanh chóng được hòa giải nhờ sự chia sẻ và bao dung của cả hai. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022 dương lịch, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Ất Sửu trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 2 năm 2022, tức ngày 7 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 2 năm 2022, tức ngày 19 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc.
Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Sửu trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 2 năm 2022, tức ngày 13 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 2 năm 2022, tức ngày 24 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi 1985 trong tháng 2 âm lịch, và chắc hẳn là quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt đẹp hơn. Còn bây giờ thì rất cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại!